Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi muốn phân tích rõ cho quý vị và các bạn những cái quy định của pháp luật, mà đặc biệt trong cái hành vi cố ý gây thương tích. Một em gái thông qua cái điện thoại nhắn tin cho tôi có nội dung như thế này. Em bảo rằng là ba em và một cái người hàng xóm, hai người dẫn đến thương tích lẫn nhau. Tuy nhiên rằng là em thấy rằng là không có cái việc thương tích ở phía trong mà chỉ là những cái xây xát ngoài da. Tuy nhiên thì sau khi mà công an lên lấy lời khai thì cho rằng là ba em gây ra thương tích, thì em lo ngại rằng cái việc có thể rằng là cái phía bên người bị hại đó, họ làm cái chứng cứ giả để buộc ba em phải bị tù tội. Và em nhờ luật sư có một cái lời tư vấn. Thì tôi cho đây là một cái câu hỏi cũng khá phổ thông, quý vị và các bạn ạ. Tất cả những cái quy định của pháp luật đều dựa trên cái quy định ở trong luật, chứ không thể nhất thiết một cái việc giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể là giả được. Tôi cũng đã trả lời em rằng trong trường hợp này em hãy yên tâm, nếu người bị hại cho rằng mình có cái tỷ lệ thương tổn cơ thể là bao nhiêu thì sẽ có cái cơ quan chuyên môn giám định. Và nếu trong trường hợp cơ quan chuyên môn giám định đó là phải là một cái hội đồng gồm có những thành phần, người ta sẽ mời lên và người ta sẽ giám định, chứ không phải là giám định giả được. Cho nên tôi nói với em rằng em hãy yên tâm, nếu người bị hại có đơn tố cáo về cái hành vi cố ý gây thương tích của ba em thì họ sẽ được các cái cơ quan điều tra cho đi giám định, và giám định đó sẽ có cái cơ sở hay không cơ sở thì sẽ được cái kết luận giám định. Cái kết luận giám định. Hôm nay thì tôi cũng trả lời với em bằng một cái cơ sở pháp lý. Đây là một cái vụ kiện, trong một cái vụ kiện mà cả hai gây ra thương tích lẫn nhau. Thì do có một cái tỷ lệ thương tổn cơ thể, tuy nhiên là không xác định được tỷ lệ phần trăm, cho nên cơ quan cảnh sát điều tra công an của một huyện đã có cái quyết định trưng cầu giám định của thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra của công an huyện để quyết định trưng cầu giám định. Các bạn ạ, quyết định trưng cầu giám định. Thì tôi sẽ đọc cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn hiểu thêm rằng nếu trong trường hợp xác định tỷ lệ thương tổn cơ thể là bao nhiêu phần trăm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu tỷ lệ thương tổn cơ thể là trên 11% thì không cần có cái đơn yêu cầu của người bị hại, thì các cơ quan tiến hành tố tụng, trong đó bao gồm cơ quan điều tra, viện kiểm sát, tòa án sẽ căn cứ những cái quy định về cái hành vi cố ý gây thương tích để mà khởi tố, truy tố và xét xử đối với hành vi cố ý thương tích. Còn nếu trong trường hợp tỷ lệ thương tổn cơ thể là dưới 11% thì phải có đơn yêu cầu của người bị hại. Trong cái lần này, trong cái video hướng dẫn này, tôi sẽ chỉ nói về vấn đề nếu có tỷ lệ thương tổn xảy ra thì cơ quan điều tra sẽ có quyết định trưng cầu giám định. Trong cái nội dung văn bản quyết định trưng cầu giám định, tôi tên gì đó nhé, chức vụ, căn cứ vào yêu cầu điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại gì đó, xét thấy cần thiết cho việc điều tra, quyết định trưng cầu Trung tâm Giám định Y tế Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh giám định mức độ tổn hại sức khỏe do vết thương gây ra đối với ông A. Ông A là người bị hại. Vậy nha em nhé, nếu trong trường hợp ba em gây tổn thương cho người bị hại
thì cơ quan điều tra tại cái địa bàn mà xảy ra hành vi phạm tội đó sẽ có cái quyết định trưng cầu giám định gửi sở trung tâm giám định của tỉnh để có cái giám định cái mức độ tổn hại sức khỏe đối với người bị hại. Thì sau khi gửi cái giám định thì trong cái đó, trong cái nội dung có những cái yêu cầu đó là yêu cầu giám định em nhé, mức độ tổn hại sức khỏe do vết thương gây ra đối với người bị hại gì đó, vết thương do vật gì, có để lại cố tật gì hay sao hay không. Đó, sau khi có kết luận điều tra thì gửi về cái địa chỉ nào. Hôm nay tôi chỉ đơn thuần trả lời một cái nội dung duy nhất cho em để đánh tan những nghi ngờ rằng tất cả các cơ quan tiến hành điều tra một cái vụ án hình sự đều dựa trên những chứng cứ. Chúng ta không thể lấy những cái chứng cứ giả, mà chứng cứ này dựa trên cái hội đồng chuyên môn của trung tâm giám định của sở y tế thuộc tỉnh. Để sau khi có cái kết luận giám định tỷ lệ thương tổn cơ thể, và nếu trong trường hợp bằng mắt thường thì có thể không thể nhìn thấy được, có thể rằng là có tỷ lệ thương tổn cơ thể, cũng có thể là không có tỷ lệ thương tổn cơ thể. Thông qua video này tôi cũng muốn đánh tan những cái nghi ngờ trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, chuyển đến quý vị và các bạn một cái thông điệp rất là cơ bản. Tất cả những cái quy định của pháp luật đưa đi điều tra, đưa đi xét hỏi, thậm chí đưa ra xét xử đều dựa trên những cái quy định chung, những cái căn cứ chung, những cái chứng cứ đó đều thu thập theo một trình tự của quy định của luật. Chứ không thể chúng ta bằng mắt thường mà chúng ta có thể là tuyên những hình phạt như thế này, như kia, thế nọ. Thông qua video này, tôi muốn nói với em rằng nếu trong trường hợp cái người mà bị ba em đánh dẫn đến thương tích đó có tỷ lệ thương tổn là bao nhiêu phần trăm, thì cơ quan điều tra sẽ có một cái trung tâm giám định pháp y để xác định tỷ lệ thương tổn. Sau khi có tỷ lệ thương tổn, nếu trong trường hợp em biết được cái kết luận tỷ lệ thương tổn, em có thể chủ động liên hệ với tôi để cho em biết được nếu trong trường hợp mức độ thương tổn bao nhiêu phần trăm thì có thể áp vào khung hình phạt nào. Xin cảm ơn em và xin một lần nữa cảm ơn tất cả những anh chị em đã đồng hành cùng chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Trong video có những nét rất là cơ bản để chuyển thông điệp đến cho quý vị và các bạn. Tôi không phải là một chuyên gia, một người về lĩnh vực luật. Tuy nhiên, tôi cố gắng chuyển đến những thông điệp, nhất là những thông điệp rất là cơ bản cho quý vị và các bạn. Rất mong những cái khiếm khuyết được quý vị và các bạn bỏ qua, và niềm tin của tôi rằng là sẽ đem cho quý vị và các bạn thông tin đơn giản và phổ thông nhất cho mọi người. Xin trân trọng cảm ơn.